mà hiểu hiểu liền cái ý niệm, những cái ý niệm mà mình đưa liền. Đó, ví dụ mình trở về các bụi, mình trở về tức là cõi hư vô. Chứ trở lại cái đoạn 3 câu 16 đó một chút nữa, nếu mà tức là con cái một sự ý muốn nói là cái vấn đề là đứng đâu cái câu đó mình nhìn câu là thấy một sự trao đổi. Dạ đó. Dạ. Anh làm việc đó thì tôi làm việc này cho tôi. Dạ. Cho tôi nhé. Đâu chứ. Vừa đức chưa được yêu thương đấy dài đến ở ban con mùa hầu cho ngàn ai tin con ấy. Ai mà tin á thì mới được. Không tin không được. Thấy không? Nhưng mà Đức Chúa Trời đâu có tầm thường như vậy. Mình tin không tin. Có khi mình tin, mình cố tình mình tin hay mình tin không đúng, không đúng cách, Chúa cũng tha thứ. Chúa cũng tha thứ, chứ Chúa đâu có mà sợi tóc trẻ lầm tư như mình đâu. Rồi mình cứ cố gắng sức của mình, tôi phải giữ như vậy, đi như vậy, đúng như vậy. Rồi lúc nào mình cũng cân, cũng phải đo, phải đong, phải đếm. Mà cái đó là mình, cái là đúng với Chúa Trời, Ngài không có cần những điều đó. Chúa Trời chỉ cần phải cần cái tình thương của chúng ta. Con thương ba má là đủ rồi. Cái cách con thương như thế nào có thể trật, nhưng mà lòng con thương là đủ rồi. Chứ mình đừng có mà bắt lỗi anh em mình với nhau, anh thương như vậy không đúng, tôi thương kiểu tôi mới đúng. Đó. Rồi anh đếm cho nó đủ 7 con số, anh đếm 5 số thôi, 3 số thôi. Anh tại sao anh dám nói Đức Chúa Trời 3 ngôi mà không nói một ngôi? Rồi cũng có những giáo phái bắt lỗi nhau giữa một ngôi với 3 ngôi. Nhưng mà mình thấy khi mà Chúa dựng nên trời đất, Chúa nói gì? Hãy dựng nên loài người, dựng nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Chúng ta hãy dựng nên loài người. Chứ lúc nào trong sáng thế ký cũng nói chúng ta, làm sao biết chúng là 3 người? Làm sao biết là 3 ngôi? Thấy không? Nhưng mình biết nó là số nhiều. Có thể chúng, Đức Chúa Trời, nhiều ngôi lắm. Nhiều cái vai trò, nhiều cái phận sự lắm. Với chúng ta dựng nên loài người. Và bây giờ sự loài người bây giờ đã khôn, đã phân biệt được thiện và ác bằng một bậc như chúng ta rồi. Vậy thôi dẹp đừng có cho chúng nó ở gần cái cây sự sống nữa. Nó muốn khóa cây sự sống cho chúng ta để nó vào. Nó lấy cây sự sống rồi ăn, nó sống đời. Thấy không? Tức là Ngài phải có mục đích. Có mục đích tất cả. Mục đích những cái việc đó đặt xuống ở trong địa cầu này. Ăn cái gì cũng được, muốn kiểu nào cũng được. Những cây trái giữa vườn được á. Thế ngày nay mình dịch đó là trái nguyên tử, là trái hạt tâm. Đó là chết đó. Chúa nói là Chúa phải nói cái chuyện lớn, chứ Chúa phải đi cấm mà ăn trái bôm, trái sầu riêng hay là trái măng cầu bông cục đâu. Khi mà Chúa nói là Chúa phải nói, mình phải hiểu đó là cái việc vĩ đại. Ví dụ là con loài người, con đừng, quan trọng, con đừng có đụng tới cái hạt tâm, con đừng có chơi bông nguyên tử, con đừng có nói là con chết rồi. Không nghe nhà mà nói con chơi gì được, không có được chơi hột quẹt. Thấy không? Nhưng mà mình á, mình cũng không trách tất cả những anh em chúng ta là bởi vì mình á, mỗi người có một cái căn. Ví dụ nếu nói theo nhân gian, mình một cái căn giống như cái root của mình đó. Mình cái căn của mình cao thì mình hiểu cao, căn mình thấp mình hiểu thấp thôi. Mình mỗi người nó như vậy, không có thể nói ai hiểu sai ai hiểu đúng cả. Bây giờ trở lại cái câu đó, mình đặt cái vấn đề là mình đặt cái vấn đề điều kiện đó bây giờ. Bởi vì Chúa tôi tin Chúa thì Chúa phải cho tôi sống đời đời. Ví dụ như giờ chưa, bây giờ tôi không tin Chúa mà nhiều người sống giảng như vậy đó. Nếu không tin Chúa là không có được thì sống đời đời. Mà hỏi về chứ cái vấn đề ý niệm sống đời đời là khi nào nó vào trong dân tộc Việt Nam mình. Dân tộc Việt Nam bây giờ họ tổ tiên ông bà mình có bao giờ đặt cái chuyện sống đời đời đâu. Ăn đời sống đời ở kiếp đó không có. Cái đó từ cái khi mà người Tây Phương qua giảng đạo cho mình, người Tây Phương qua giảng đạo Thiên Chúa, rồi người Mỹ đem đạo Tin Lành qua mình mới đưa cái niệm được sống đời đời. Chứ còn thực sự dân tộc của mình không có một cái ước vọng đó. Ông bà của mình đã chết rồi, về với gần với ông bà tổ tiên. Được chết chôn gần mà mồ mả gần ông bà tôi, chết về với ông tổ tiên. Thì cũng giống như người Do Thái về, họ nó chết được về với lòng Abraham. Thì họ cũng về với tổ tiên. Chứ người Áp, người Do Thái họ nói họ chết được lên thiên đàng đâu. Không có cái ý niệm đó. Cho nên khi mình thấy khi Đức bày Chúa Giêsu mà giảng bài giảng đầu tiên trên núi, Ngài đâu có đặt đến vấn đề thiên đàng, đâu có đặt đến vấn đề sống đời đời. Không có, Ngài không có đặt cái chuyện đó trong cái vấn đề đó. Trong bài giảng trên núi là bài giảng quan trọng nhất, là nói về Tin Lành và Phúc Âm. Mà Chúa bây giờ Chúa có đặt nó vấn đề đó. Cho nên cái vấn đề mình nói rằng là bụi trở về, trở về bụi đất, trở về tức là trở về cái cõi hư vô, thì rất là công bằng. Chúa như vậy là quá thương rồi. Còn nếu mà Chúa muốn thương, Chúa muốn cho mình được sống đời sau, hay là vào cõi sau, hay là được sống đời, đó là quyền của Chúa. Chúa cho, chứ mình không có đặt điều kiện với Chúa chuyện đó.
làm điều kiện, bởi vì cái nguồn sống này Chúa cho mình chứ có phải là tự mình chế ra được cái nguồn sống này đâu. Satan nó muốn cái nguồn sống của mình lắm, nó muốn không được, cho nên nó đánh phá hoại, nó đánh phá để nó lấy cái nguồn sống của mình mà Đức Chúa Trời đã cho mình, cho Adam mà thôi. Rồi Adam mới tạo ra Eva, rồi từ đó mới có con cháu được thứ, cho nên nó mới đeo đuổi để mà nó lấy cái nguồn sống đó. Chứ còn không thì nó cũng chẳng mất công, thì nó đi theo nó phá mình làm gì cho nó mất gì vậy. Cho nên cái đó là cái mà nó đeo đuổi mình, hiểu mục đích nó muốn. Satan nó muốn cái gì? Nó muốn cái gì? Cái đối với trong vũ trụ, cái đó là cái quý nhất của nó. Mà cái đó là một trong những cái mà có thể đó là lý do tại làm sao mà nó nổi loạn trên thiên đình ngày xưa. Nó hầu việc Chúa, nó chúng tôi hầu việc Chúa hàng tỷ năm rồi, hàng triệu năm rồi, đủ thứ ấy, mà chúng tôi chỉ xin có nguồn sống mà Đức Chúa Trời không cho chúng tôi nguồn sống. Chúng tôi chỉ đối, chúng tôi như cái máy về làm việc không thịt và huyết. Chúng ta không phải chiến đấu với thịt và huyết mà với là các thần dữ trên các trời cao, đâu có thịt huyết đâu. Thấy không? Cho nên nó cứ xin hoài, nó không muốn xin cái chút thịt, nó muốn xin cái huyết nữa mà không cho. Nhưng mà Chúa lại cho con người mình cái thịt và huyết trong cái lễ tiệc thánh. Amen. Trong cái lễ tiệc thánh đấy, thấy không? Và phải giữ mình, vậy mình có thịt có huyết rồi, nhưng mà nó nhiễm độc rồi, nó dơ rồi. Cho nên phải dùng cái thịt và huyết của Chúa để cho nó sạch. Thánh đấy. Cho nên Satan nó cũng muốn giữ cái tiệc thánh, nó giữ cũng không được. Bởi vì nó không có khả năng có thịt và huyết vào trong nó, vì nó là một loại không có thịt và không có huyết. Cho nên đó, nó rất đẹp đẽ trong kinh thánh Ezekiel nói rất khôn ngoan, rất đẹp đẽ và rất thông minh, đủ thứ hết, đủ uy quyền nữa, đủ thứ hết. Nhưng mà nó không có nguồn sống, chỉ có chuyện đó là cái lý do mà nó nổi loạn trên thiên đình. Và khi đó, khi nó bắt đầu nó nổi lên đó, thì tìm thấy trong nó sự không có công bình, tức là iniquity is found in him. Cái chữ iniquity là is found in, từ sự công bình, không thấy sự không công bình, không tìm thấy trong nó. Mà có lẽ vì không tự thấy công bình mà cho nên nó mới loạn, chứ không phải vì nó nổi loạn mà mới có cái sự không công bình trong nó. Nó phải có cái sự công bình trong nó trước, rồi nó mới đi tới cái hành động nổi loạn. Cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta phải có cái suy nghĩ xấu ở trong đầu trước, cái tay chân chúng ta mới làm phạm tội. Bởi vì Chúa Giêsu hai lần Chúa nói đó, nếu các ngươi ghét anh em mình thì là các anh em đã phạm tội giết người. Nếu các ngươi thấy đàn bà, người đàn bà mà đồng lòng ham muốn là đã phạm tội tại dâm. Tức là nó bắt đầu từ trong đầu cả. Satan nó cũng vậy, nó cũng từ trong cái, nếu mà nó có một cái não bộ của nó thì nó phải từ trong cái não bộ của nó mà nó bắt đầu cái đó là cái nguồn cội của tội lỗi. Và cái tội lỗi đó là cái mà nó đã đem xuống trái đất rồi. Trái đất mà Đức Chúa Trời yêu thương thế trái đất, địa cầu. Nó đem xuống nó phá hoại cái địa cầu này. Đâu phải nó chỉ có làm Adam và Eva chết, cây cối chết theo, thú vật chết theo, rồi sông ngoài hư hỏng, khối khí quyển dơ bẩn, tất cả nó làm. Nó đem cái, nó đem một cái hư hại nó vào trong dòng máu của Eva và cho chúng ta. Cho nên về sau con người chúng ta mới bắt đầu sanh lão bệnh tử. Mà cái nhà Phật mới nói là bốn cái khổ là sanh lão, bởi vì cái khi nó đem cái độc, cái dơ, cái tội của nó, cái nọc độc của nó vào cấy vào trong con người, thì bắt đầu là lời nguyện đầu tiên của Chúa rủa Eva ra, ngươi từ đây ngươi sẽ sanh nặng đẻ đó. Và bắt đầu mình thấy cái sanh là bắt đầu là khổ rồi. Rồi lão, nó phải già đi. Đáng lẽ mình không có bị lão. Những cái mà những hơi thở mà DNA Đức Chúa Trời cấy vào trong người là cũng lão. Rồi bệnh, rồi tử mới chết. Thành ra tất cả cái sanh lão bệnh tử đó, người nhân gian người ta sợ, người ta nói, nhưng mà thực sự đó là cái đó là Satan nó đem xuống, nó cấy vào trong loài người. Từ đó Sarah khỏi vườn Eden là mình, là tổ tiên mình và loài người của mình bắt đầu bị bốn cái khổ sanh lão bệnh tử. Thành ra trở lại cái câu mà nói là đừng đặt vấn đề với lời Chúa. Chúa có cho tôi mới làm, Chúa không cho tôi không có làm. Không làm rồi tôi hỏi nhiều khi, tôi hỏi anh em của mình đó, tôi hỏi thiệt anh vậy cho tại sao anh tin Chúa, anh nói tôi nghe này, nhiều người không trả lời được. Nhiều lắm. Tại sao anh tin Chúa, hay tại sao anh nghĩ rằng mình phải tin Chúa, anh trả lời tôi nghe. Bây giờ anh có suy nghĩ, anh theo đạo, theo Chúa 30-40 năm rồi, anh có vậy nói
ăn Chúa để làm gì? Thí dụ bây giờ Chúa nói, Chúa nói ta không có thiên đàng cho ngươi, ta không có cho ngươi được sống đời đời, mình có còn thương Chúa không? Mình tiếp tục tin Chúa, còn thương Ngài, còn đi hầu việc Ngài, còn đi rao giảng về tình yêu thương của Ngài, về nước của Ngài hay không? Hay là mình phải đặt điều kiện, phải có cái đó thì tôi mới tìm Chúa, tôi theo Chúa. Đấy, như vậy là mình buôn bán rồi. Cái điểm mình trao đổi với Chúa rất rồi. Là quan trọng đấy, mình xin. Đó, mình buôn bán, mình trao đổi với Chúa là quan trọng. Hay sao? Thành thử ra mà một sư có mà phân tách về cái điểm thần học đó thì mình mới thấy một Đức Chúa Trời là một đấng rất là cao cả, một đấng rất là vĩ đại, chứ không phải là mình có thương Chúa rồi Chúa mới cứu mình. Đó là mình đối với Chúa rẻ đúng quá. Mình đâu vậy? Mình đem mình Chúa mình so như là suy bụng ta ra bụng người cái kia. Chúa là đấng yêu thương bá, Chúa Ngài đủ quyền năng, Ngài làm được đủ mọi thứ, mũ rồi việc hết trơn. Đừng chất vấn. Rồi thí dụ như là về vấn đề thí dụ Chúa Ba Ngôi, đâu phải có Chúa Ba Ngôi liền trong thời Cựu Ước và dân Do Thái họ thờ Đức Giê-hô-va bao nhiêu lâu họ đâu có ý niệm về Chúa Ba Ngôi. Rồi đến cái khi có Chúa Giê-xu sanh ra rồi có các môn đồ, ngay cả thời gian Chúa Giê-xu sanh ra cũng có không có cái lý giáo lý về Chúa Ba Ngôi một cách rõ ràng nữa, cũng không có nữa. Người thì nói, tại Chúa nói Chúa ngồi bên tay phải Đức Chúa Cha, vậy là phải có hai ngôi, và Chúa nói Chúa về thiên đàng, Chúa sẽ sai Đức Thánh Linh xuống, và sẽ phải có ba ngôi. Cái đó là một cái lối mà mình bài người nói đến nỗi đến thế kỷ thứ tư mới bắt đầu là tất cả các vị thượng phụ, các vị giám mục rồi tất cả hồi đó bây giờ họ mới ngồi lại, họ mới ra cái ý niệm là Chúa Ba Ngôi từ ngày đó, từ thế kỷ thứ tư mới có, chứ còn trước đó không có nữa, nghe không? Mà nó cũng chịu ảnh hưởng của nhiều cái triết lý của loài người lắm về cái về cái phương diện mà con số 3 đó nhiều lắm, chứ không phải là không. Nên nếu mình học thần học kỹ, mà học lịch sử về giáo hội kỹ, lịch sử về các cái thế kỷ đầu tiên, 1, 2, 3, 4 thế kỷ đầu tiên, mà về lịch sử tôn giáo mình sẽ thấy những điều đó. Cho nên về sau đó, đến cái sau cái thế kỷ thứ tư đó là mình mới bắt đầu có Kinh Thánh Tân Ước, rồi mình bắt đầu có ý niệm Chúa Ba Ngôi, rồi giáo hội các thượng phụ của chúng ta ngày xưa đó, là mới ra cái ý niệm về Đức Mẹ Đồng Trinh, Đức Mẹ Maria. Chứ còn trước đó không có những cái chuyện đó, thấy không? Mà bây giờ một cái tôi cũng nói thử rồi, đừng có trách những vị đó, bởi vì không có những vị đó làm gì có chúng ta. Những người đó là những người đầu tiên thờ lại Chúa, tin Chúa, và họ là những người chép Kinh Thánh, lưu giữ Kinh Thánh, truyền đạt đạo Chúa cho tới, dù là họ tới một cái lúc nào đó, bây giờ nếu mình nghĩ là họ nói tầm bậy, nhưng mà không có họ làm gì mình có cuốn Kinh Thánh tới ngày nay. Ai chép Kinh Thánh, ai lưu truyền Kinh Thánh, ai bị đốt về Kinh Thánh, ai mà truyền tới giờ ngày nay. Cho nên đó là các vị thượng phụ. Cái hồi đó đừng đặt vấn đề đó là đạo Công Giáo, bởi vì hồi đó có đạo Công Giáo đâu, tức là quốc giáo của Constantine, là quốc giáo rồi. Mà trước cái quốc giáo nó là trong dân gian, nó là popular. Thành ra bây giờ trong các nhà thờ Tin Lành, nhiều thờ Tin Lành Protestant vẫn nói tôi tin ở giáo hội Catholic, vẫn đọc á, mà dịch ra tiếng Việt là tôi tin ở giáo hội phổ thông. Chữ phổ thông là đó là universal. Nhưng mà tiếng Mỹ vẫn là Catholic, không viết Hoa. Tín điều đó, tín điều các sứ đồ. Tín điều các sứ đồ hay là tín điều Nathan đó, mình phải đọc cái đó, thấy không? Trong cái cuốn Kinh Thánh, tôi không lầm, cuốn Kinh Thánh của CMA ở Việt Nam ngày xưa, đằng sau cuối cùng có dán cái cái tín điều đó. Tôi tin nơi giáo hội phổ thông, hay là tôi tin nơi giáo hội The Universal Church, nhưng mà tiếng Mỹ phải gọi nó là Catholic. Tại nó nếu có người nghịch thân, nó phải dịch nó là tôi tin nơi giáo hội Công Giáo, thì cũng phải chịu cho biết làm sao. Nhưng mà cái Công Giáo đó tức là đạo, đạo gọi là quốc giáo của cái thời đó, thời đó mà thôi, chứ không phải công có nghĩa là của nhà nước ngày nay. Mình hiểu đã hiểu lầm. Nhưng mà có một cái mà chúng ta cần phải hiểu là anh em Tin Lành của mình nhiều khi không có coi trọng những cái vị mà tiền bối để mà dựng nên đạo Chúa trong những thế kỷ đầu. Họ khó khăn, họ chết tử vì đạo, họ đủ thứ nhiều thứ lắm, chứ không phải không. Cái không thời kỳ mà nó phong trào mà nó tử vì đạo đó, chính vì cái phong trào tử vì đạo đó mấy trăm năm trời đó như vậy, và đến nỗi hoàng đế Constantine đó thấy nó càng lúc sao mà giết nó càng đông, giết nó càng đông, và đến nỗi về sau mà muốn hại ai thì cứ chụp mũ nó, chụp mũ nó, nó là Kitô hữu đó, nó là Cơ Đốc nhân đó, thế là giết.
Thế nên cái phong trào hồi đó đến nỗi người ta tử vì đạo nó thành trở một phong trào. Cái phong trào mà nó lớn.